Ok, xin chào các bạn. Rồi bữa nay hôm nay mình sẽ tiếp một khẩu súng máy. Mình sẽ như mặt trắng. Chị nhớ nào. Tiếp một khẩu súng điện thoại. Cái này thì mới chơi. Mình sẽ tích thử này. 12-40. Mình cờ. Cái này cấp 15 này. Vãi. Hôm nay thì cũng đẹp. Không biết các bạn có quên một thằng cô bao nào nữa. Vãi. Bơ rồi. Nghe đẹp đi. À, mình nâng cấp cái cấp cuối. Cấp lúc lâu. Cái này mới. Nguy hiểm này. Cái nắp chim mày luôn. Vãi. Thằng cầm gác đưa này không chịu chút mình. Vãi. Mày láo. 2-40 thôi càng nhiều. Con gà mười này. Giờ mày ăn cứ mày đấy. Hai kiểu. Rồi.
Bơ vào đây. Bơ vào đây. Đúng rồi. Cái gì? Mày thì ấy đi. Mày hai phát cận chiến đúng rồi ngon cái này vậy chín nữa thấy luôn ui ui ăn tướng ở đây. Quái mày lắc quá lắc quá vãi. Ok không sao. Tôi xin chào tất cả các bạn nhé. Không hề đẹp vãi. Đấy, cái kia mình biết mình tốt này.